giúp người biết pháp môn thiền tông. Ban đầu họ rất thích và thực hành theo, về sau họ không theo, vậy mình có công đức không? Cái lúc nào nó theo là có công đức, còn là không theo chuyển của ta. Có nghĩa là anh cho người ta ăn, người ta no là anh có rồi, có cái công đức của đó rồi. Còn sao ăn kệ ta. Có nghĩa là con làm lúc nào con có cái đó đấy. Có nghĩa là con lãnh lương rồi, một ngày lãnh 100 ngàn, ngày nào lãnh bò túi ngày đó, ngày sau không làm kệ đó. Bởi vì tôi làm thực tế mà. Rồi hỏi tiếp. Người tạo công đức nhiều và trong sáng có bị loài thần cản trở và phần âm theo phá hại mình không ạ? Tạo công đức á, thì loài thần chắc chắn là mình còn sống là không phải bôi. Còn cái chuyện mà mình có công đức á, là thánh không biết đâu. Dù có biết cũng coi mình con người bình thường thôi. Nhưng mà thần thực thi nhân quả, sau khi mình bỏ xác thân này cũng thực thi nhân quả. Nếu mình sáng thì ông cho mình về, còn nếu mình không sáng thì đi theo cái nhân quả của mình tạo. Còn cái lời thánh á, ăn theo vừa thần bỏ ra. Bởi vì thật mình mới chết á, thần báo mình giết, mà khi sau chết rồi rồi tòa thánh kèm mình, sợ nhất là thánh kèm mình là ai. Sau khi chết nhiệm vụ thánh phải theo dõi cái này, mục đích là gì? Dụ ở lại thôi chứ không có gì rồi á. Đó, dụ mình ở lại, nhiệm vụ thần sau đó mà dụ không được, thần thực thi nhân quả. Chứ còn nếu mà giờ xong rồi con đi theo thánh rồi, ông thần bỏ luôn, cho mình đi luôn á. Vô cái loại đó mà, vô cái loại đó là loài không nhân không quả. Bây giờ nguyên tắc tất cả tôi không muốn luân hồi, nhào vô đó liền. Bây giờ đó, thí dụ lên tới đi thì mình có giảng sanh cõi trời thì không chịu đi. Ông thần không chịu đi thôi, giao cho thánh, dẫn vô cái dụng của ông. Nguyên tắc thế giới này là vậy. Bởi vì cái nhiệm vụ thánh thần là cái gì? Thực thi nhân quả, anh không muốn cho tôi thực thi. Đi đâu đi, đi cái vô chỗ nào không nhân quả thì anh vô. Thì ông thánh rước mình thôi, vô dòng tộc không được à. Nên vô nhân quả là anh phải có cái đủ tư cách vô làm vợ chồng con cái gì mới vô được. Còn anh vô mà lang thang rồi ai cho anh nhập thai? Giống như là vô nhà không cho đóng cửa, không cho vô rồi đi đâu, bắt buộc phải đi ra ngoài. Ra ngoài cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp. Một người biết và thực hành đúng pháp môn thiền tông, bị người khác dùng bùa chú trù yếm thì có nguy hại đến người tu thiền tông này không? Tùy theo cái ông đó mạnh hay yếu. Bây giờ tôi nói nè, tất cả những người mình làm mít lòng cho người ta đó, thì ăn thua cái đẳng cấp của người ta. Người ta đang thờ cái miễu đó, mình vô mình độ người ta đi. Cái đẳng cấp cái con gọi là thần thừa hành, cô hồn thừa hành đó, thì nó sợ mình ở qua đây. Cô hồn mà cô hồn trưởng dùng đó còn lâu nó bóp cổ mình luôn. Đâu có chuyện dữ. Mình đi ra đời vậy đi, thấy thằng đó nó vô kêu bằng nó có 1.5 thước, mình 2 thước mình đánh hạ nữa, chứ mà thằng 3 thước nó đánh chết mình luôn á. Quan trọng nhất là đừng có chọc tới mấy ông thánh. Thánh làm gì làm, nhưng mà có cách trừ ông thánh chứ phải không. Nhưng mà tôi không nói, có cách trừ ổng. Chứ còn chuyện tôi xin lỗi nhập vong mua được chuyện nhỏ đối với thiền tông thôi, có tốn đồng nào đó. Mà biểu ông vô ông không vô được. Rồi hỏi đi, cái này nó đi khác. Gia đình tôi làm thầy và tôi là người được ông bà chọn để kế thừa, nếu tôi tu thiền tông có nguy hại gì không? Chết luôn. Ông trời, cái dòng họ mình làm thầy và ở đây vô thiền tông, nó không đốt nhà mình thôi. Chết luôn, thôi đừng làm thầy, thôi đừng có vô đây, đừng có chơi cái kiểu mà hai chẳng không được đâu. Bên nào bên thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Ông thần quản lý có hình tướng, trang phục màu sắc độ cao lớn trông thế nào để khi mất thân ở trường hợp gặp ông thần định hình trước không bỡ ngỡ khi đối mặt? Giờ muốn biết không? Tôi chỉ cách ngồi thiền là thấy ông, chứ tôi không chỉ. Chứ bây giờ hỏi cái bóng đó làm sao? Tôi thấy nhưng mà làm sao tôi diễn tả được? Muốn ấy tôi chỉ cách cho hạ xuống để nhìn thấy ông thần. Tôi nhớ là thần thấy rồi có chừng. Thấy không? Chứ làm sao diễn tả? Bây giờ đó, cái con người mù mắt đi, rồi người ta hỏi với cái ông đó cái hình dáng sao, rồi con suy nghĩ con tả làm sao cho cái người mù mắt thấy.
Nó chỉ cũng tưởng tượng ra thôi, thấy không? Không lên cái này không lên. Còn muốn thấy tôi chỉ cách cho tu hạ xuống thấy liền, 5 phút sau thấy liền. Nhưng mà nên nhớ thấy rồi khó mà thoát ra lắm, thấy không? Ngày nào ông cũng tới nhà thăm giả mồm. Rồi hỏi tiếp đi.